Thưa quý vị, sau nhiều tháng nỗ lực khắc phục khó khăn, công trình cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý ở thành phố Đà Nẵng từng bị chậm tiến độ đến 9 tháng của năm 2020, thì đến nay đã cơ bản hoàn thành một số hạng mục quan trọng, đồng thời còn đạt hơn 50% tiến độ tổng thể dự án chỉ trong 6 tháng thi công của năm 2021. Theo Ban Quản lý Dự án, thời gian qua, do ảnh hưởng bão, dịch bệnh và nắng nóng, nên nhà thầu đã gặp rất nhiều khó khăn trong thi công. Để khắc phục, đơn vị đã tập trung triển khai thi công làm 3 ca, kể cả ban đêm, dự kiến đầu tháng 7 sẽ thông xe kỹ thuật tuyến cầu vượt. Dự án cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý được khởi công tháng 3 năm 2020 với tổng vốn đầu tư hơn 720 tỷ đồng. Dự án gồm 4 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu chính là xây lắp hạng mục giao thông mới, đạt gần 52% tiến độ đề ra. Hiện nhà thầu đã xin gia hạn tiến độ đến tháng 2 năm 2022 do lo ngại mùa mưa bão không thể thi công hạng mục hầm đường bộ hiệu quả. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu phải cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay.